kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 6 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin nữ quái Nghệ An buôn người sang Anh, lực lượng vũ trang bảo kê bên Pháp. À, vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua ngay tại Việt Nam đã bắt đầu có những tín hiệu điều tra, bắt giữ những người liên quan đến đường dây đưa người vượt biên từ những tỉnh miền Trung uh, sang những nước châu Âu và sau đó uh, sang Anh. Và điều tra quốc tế ngày hôm nay cũng đã bắt đầu loan tin đứng bảo kê cho băng đảng buôn người này và gây ra cái chết cho 39 thanh niên và thiếu nữ vào Việt Nam và ngay trong đó có cả trẻ em thì tại Anh đó chính là nhóm bán vũ trang đã được phát hiện và đây là thông tin mà một số bài báo trong nước và quốc tế cũng đã bắt đầu đăng tải đây là hình ảnh của hai người hai nghi phạm đang lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát Anh bị buôn người săn lùng cặp nghi phạm 39 thi thể không dám ra đầu thú Nguồn thạo tin quả quyết hai nghi phạm cảnh sát Exis anh truy nã để thẩm vấn về cái chết của 39 người nhập cư trong thùng xe tải tháng trước đang chạy trốn những kẻ cầm đầu đường dây buôn người. Hai anh em Ronan và Hooker đều đến từ Armagh Bắc Ireland Island đã phải bỏ trốn kể từ tuần trước sau khi cảnh sát tuyên bố họ có liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container đông lạnh tại khu công nghiệp ở thị trấn Craigatt access cách thủ đô London, Anh 32 km về phía đông, dạng sáng ngày 23 tháng 10. Một nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Telegraph rằng những kẻ cầm đầu một băng đảng tình nghi có liên quan đến việc đưa lậu người nhập cư trái phép nói trên đã tìm cách chặn bắt hai anh em nhà Hogus trước khi họ ra đầu thú, cảnh sát Bắc Ireland. Theo các nguồn thạo tin, những thành viên cấp cao của băng đảng buôn người rất bạo lực và có liên kết với các lực lượng bán vũ trang nổi dậy và đây là điều rất nguy hiểm vì không phải chỉ những cái lực lượng này là chỉ mang tính chất thuần túy buôn người mà đây là lực lượng bán vũ trang đã từng gây ra những cái hậu quả rất lớn trong thời gian vừa qua với việc họ sẵn sàng ra tay nổ súng cũng như giết chóc và điều đó đang đe dọa hai cái người được cảnh sát anh và ireland tức là cảnh sát anh truy nã và cái sự nghiêm trọng hơn khi cái việc này lại liên quan đến cả những con người việt nam những cái đường dây việt nam là liên quan đến cả cái tổ chức bán vũ trang này, thì phải chăng rằng cái tổ chức bán vũ trang này đã nằm và có thể đã tới Việt Nam và họ khảo sát cũng như tìm cách để đưa người vượt biên và đó là những cái điều mà có lẽ Bộ Công an Việt Nam tới đây phải làm rõ. Và cùng ngày, Giám đốc Công an Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã thông báo bắt được một nữ trùm môi giới buôn bán người qua Nga và từ Nga đi các nước. Đây chính là một phụ nữ tại Nghệ An và đây là thông tin mà các bạn cũng đã được chia sẻ ở trên báo chí trong nước đã nói đây là hình ảnh của thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu giám đốc Công an tỉnh Nghệ An liên quan đến thông tin những người bị bắt có một cặp vợ chồng trong đó chồng ở nga còn vợ ở Việt Nam môi giới đưa người qua nga để đưa vào nước thứ ba trái phép thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhìn nhận có thông tin đó nhưng chưa công bố danh tính được một trường hợp trước đây ở nước ngoài tổ chức đưa người Nghệ An ra nước ngoài khi về nước thì cũng bị bắt mới đây cũng có trường hợp như vậy đó là trường hợp đưa người sang Nga, Đức và sang nước thứ ba, chúng tôi sẽ tiếp tục, tục làm rõ và cần có thời gian. Ông cho hay như vậy. Về thông tin trong số 9 người mới bị bắt có một cặp vợ chồng, trong đó có người vợ mới sinh con nhỏ nên chưa bị bắt. Tướng Cầu nói theo quy định của pháp luật thì không tạm giam phụ nữ mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi. Nếu đặc biệt nghiêm trọng thì phải tạm giam, nếu bình thường thì có thể cho tại ngoại. Và đây là điều mà ông Giám đốc công an này đã chia sẻ và rõ ràng với cái việc bắt giữ cái người phụ nữ người nghệ an này và cái đường dây qua nga và đi các nước khác thì sẽ lần ra được rất nhiều đầu mối và rất nhiều sự liên quan và không phải chỉ có 9 người 11 người mà chắc chắn trong thời gian tới sẽ tiếp tục còn bắt rất nhiều người và ngay cả những người việt kiều đang sống tại các nước nga đức pháp anh và nhiều nước khác khi về việt nam cũng có thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt giữ khi họ vẫn giữ quốc tịch việt nam và bởi vì nếu có lý do họ liên quan đến đường dây đưa người bất hợp pháp này và ngoài ra đây là đầu mối đưa người từ miền Trung sang châu Âu, qua ngả Nga, sang Đức, Pháp và đích cuối cùng là Anh để phục vụ nhu cầu nhân lực trồng cần sa hay còn gọi là trồng cỏ hoặc là móng tay và những ngành nghề khác mà người Việt Nam quan tâm. Họ thường được gọi là người dơm. Và bài báo quốc tế cũng bắt đầu đăng tải về những thông tin như vậy. như vậy Người dơm vào Anh một căn bệnh mãn tính. Đây là chia sẻ của một tác giả cũng ở Anh đăng trên tờ báo quốc tế bi kịch của người dơm trốn vào Anh vừa được làm mới bằng một thảm kịch kinh hoàng với 39 xác chết tìm thấy trong xe đông lạnh dù trên thực tế vấn nạn này đã dai dẳng qua nhiều chục năm qua chẳng hạn trước khi Ba Lan trở thành thành viên EU Châu Âu cả chục năm hàng binh đoàn Ba Lan đã vào Anh theo mọi cửa ô và phục sẵn chờ đến ngày đẹp trời ngày 1 tháng 5 2004 là họ lúc hộ chiếu Ba Lan được hợp pháp hóa thì họ đã tràn sang nhắc như thế để thấy dư lượng uh nhập cư lậu ngoài sự vi phạm pháp luật biểu kiến nó còn là còn một cái nhu cầu nguyên thủy và là căn bệnh xã hội mãn tính bùng phát bất cứ khi nào khi có biến động liên quan tới sức đề kháng của hệ thống chính trị thông qua hàng rào biên phòng và đây là chia sẻ của ông và giá được thiết lập cho việc chuyển người lậu từ Pháp sang Anh hiện nay nằm cỡ khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng Việt Nam nếu quy đổi và chúng ta tiếp tục xem cái chia sẻ đó. Đây là hình ảnh của những cái người Việt Nam vừa qua đã bị bắt giữ trên chặng hành trình từ Đức sang có lẽ sang Pháp và sang Anh với một chiếc xe con bốn chỗ ngồi thì họ đã nhồi đến 12 người. Và các bạn nhìn thấy rất rõ rằng với đi như thế này, đây là những người phụ nữ Việt Nam đã bị nhồi vào xe và cảnh sát Đức Đức đã, Đức đã bắt giữ. Thì đây là cái điều rất nguy hiểm vì sẽ có thể gặp tai nạn hoặc là không thể thở được trong những cái xe như vậy. Và trước việc nước Anh chuẩn bị chia tay, châu Âu thông tin khả tín cho biết cảnh sát Pháp và các nước xung quanh Anh tỏ ra rất hững hờ và bỏ mặc Nên lập tức các băng đảng đưa người, chầu hẫu đã khuyến mại giảm giá từ 5.000 đến 7.000 bảng Anh, tức là tương đương khoảng vài trăm triệu đồng Việt Nam, để đánh những container đầy chịu uh, chịt dơm vào Anh. Dơm có nghĩa là những người dơm, là người không có giấy tờ. Đi lậu bằng container vào Anh đã xảy ra hàng chục năm nay, nhưng đông, đông người và thảm kịch trên thì trên hết thì uh, rất khó thở đó là khi mà bị nhét vào những container như vậy và với cái thông tin như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ràng là lỗ hổng của luật pháp anh đã bắt đầu có những cái vấn đề xảy ra khi người nhập cư lậu ngày và càng vào nước anh nhiều hơn và truyền thông quốc tế đã nêu rõ những địa phương tại việt nam hay bỏ xứ ra đi bất hợp pháp thường tập trung ở một vài tỉnh miền trung và lẻ tẻ có đi từ miền bắc và thông tin được chia sẻ tiếp theo đây là hình ảnh của những cái người phụ nữ trong số thân nhân của 39 uh, nạn nhân vừa thiệt mạng tại Anh đang ngồi đợi và mong tin của con uh, nhưng dường như họ cũng có thể phải thất vọng vì những người như vậy, những người con của họ đã không thể trở về. Từ thành phố nào những người dân Việt Nam đã ra đi? Trả lời câu hỏi này quan trọng vì nó phản ánh phương thức hoạt động tuyển mộ cũng như uh, các hệ thống truyền tải của loại hàng hóa này. Số liệu cho thấy từ Việt Nam nhiều ngàn người dơm đã ra đi rất tập trung ở từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình chứng tỏ một hệ thống rắt mối băng đảng thông qua hệ thống đồng hương huyết thống là điểm nổi bật bắt nguồn từ văn hóa Việt Nam. Dựa trên các quan hệ kiểu này, họ đã dễ dàng hơn trong việc vay mượn, giữ bí mật, huy động một nguồn tài chính nhanh chóng để quăng vào các đường dây đưa người bắt dễ tại địa phương và vì thế ý chí ra đi càng thêm mãnh liệt. Trên đường hành trình, các đối tượng liên tục cập nhật cho gia đình và người thân cả ở đầu đi và độ đích đến cuối cùng chứng tỏ không có một sự cưỡng bức nào hơn là một sự hợp tác di chuyển giữa các băng đảng đưa người và đó là những người dơm, là những người không có giấy tờ. Và câu chuyện những người Việt Nam trốn sang Anh đã có từ lâu, kể cả việc phải chui vào container đông lạnh cũng đã được tác giả và nhiều người ghi nhận. Đây là hình ảnh của những người Việt Nam đã bị bắt giữ trong việc họ trồng cần sa bất hợp pháp tại Anh. Và đây là cái điều mà hiện nay chính phủ Anh đang rất nhức đối và đau đầu. Chẳng ai Ngu đâu anh ơi Đó là câu bình luận người viết nhận được khi phỏng vấn à, Nhiều người dơm đã may mắn có quốc tịch Anh Về thảm kịch vừa xảy ra khi họ cho rằng Đường đi nước bước đã được các băng đảng Người tính toán trước Và mỗi người dơm đều có các kế hoạch định cá nhân Riêng biệt à, Và họ sẽ đi đến đâu Gặp người thân nào ở Anh Thậm chí rất nhiều trường hợp đã sắc, uh, sắc quyết trước Từ nhà là sau khi chui ra khỏi thùng đông lạnh Thì chỉ một ngày sau họ sẽ chui ngay vào một cái thùng khác Đó là những căn hộ kín mít Để tới cần xa có nghĩa là trồng cỏ. Khi đã có đường dây được tổ chức chặt chẽ và sâu rộng, thì không ngạc nhiên đối tượng ra đi cũng có thể bao gồm tất cả các hoàn cảnh từ những người đánh cá bị mất cuộc sống sau thảm họa ở Musa, Hà Tĩnh, trên biển miền Trung, thanh niên sinh viên không tìm được việc làm, những mảnh đời làm ăn thất bát hay nợ nần cờ bạc, cho tới những người muốn làm giàu bất chấp pháp luật, nước sở tại, thậm chí là tội phạm truy nã từ Việt Nam có thể so sánh những người dơm Việt Nam trồng cỏ tại Anh như những người đi đào vàng ở Việt Nam nhưng với lợi nhuận cao hơn và rủi ro ít mạng uh, ít hơn uh. vì thanh niên các tỉnh miền Trung nghèo khó thường tới các bãi tìm vàng và họ rất biết về những cái chết nhan nhản do sốt rét sập hầm ngộ độc cũng như bị cướp bóc chém giết ở những cái bường vàng như vậy và rõ ràng thì với công việc mà vượt biên uh, đi bất uh, hợp pháp sang Anh thì đối với họ uh, độ may rủi rõ ràng là ít hơn và nhiều người Việt Nam đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật tại Anh để kiếm tiền một cách rất uh, bất hợp pháp. Và đây là thông tin mà hình ảnh các bạn có thấy rất rõ là cái nhà trồng cần tha, xa của người Việt Nam và sau đó những người này đang bị, bị cảnh sát Anh bắt giữ. Lỗ hổng vào thiên đàng đã có rất nhiều người, nghìn người bỏ lại quê hương Việt Nam ở các tỉnh kể trên để chui lọt vào Anh và chỉ giam 7 năm quê hương nhà uh, sau lưng thì họ lại mọc lên các khu nhà khác thậm chí họ có thể mang tiền về để xây những biệt thự tiền tỷ thứ kích thích ghê gớm cho thị giác và có lẽ cả vị giác đối với các bà con cùng khu vực làm trỗi dậy mạnh mẽ, đặc tính con gà và tiếng gáy của văn hóa Việt Nam càng kích thích anh em lên đường. Nên lưu ý rằng có thể không ít trong số 39 nạn nhân trên ra đi từ những căn nhà tiền tỷ là những căn nhà xây bằng tiền mà lớp anh, cha anh đi trước đã gửi từ anh về. Chớ trêu tất cả các hiện thực đó chứng tỏ đang tồn tại một lỗ hổng lớn từ nơi đến trong hệ thống luật pháp của anh những người dơm vào Anh đa phần từ độ tuổi từ 19 đến 35, nhưng khi bị cảnh sát bắt, họ thường khai là vị thành niên, đã bị bán cho băng đảng trồng cần sa hay tiệm móng tay, và hệ thống cảnh sát quá tải này cũng không thèm chụp uh, răng để xác định tuổi sinh học, mà dựa vào lời khai lập tức gửi họ đến các gia đình, người Anh hay cơ sở từ thiện nuôi, để sau này vài ngày họ lại bỏ trốn tới một bãi cỏ mới, tức là họ lại đến một khu vực khác để tiếp tục trồng cỏ. Quay cuồng làm thuê như vậy, nhưng với lợi nhuận gấp trăm lần làm móng tay, sau một vài năm, đám người này thừa tiền chạy luật sư để lách vào những kẽ hở về nhân quyền của luật pháp Anh bằng cách bịa ra hàng ngàn câu chuyện về lý do phải trốn chạy từ Việt Nam và kết quả rất nhiều trong số họ đã được quốc tịch Anh theo dạng nhân đạo và nhiều người Việt Nam trong nước chưa hẳn đã hiểu về cuộc sống của những người Việt Nam à, nơi xứ người và những cái thông tin xin chia sẻ thêm đây là hình ảnh của những cái người Việt Nam ở Nghệ An họ đã ra đi và họ đã gửi tiền về xây những biệt thự khổng lồ như thế này và trong họ những người trở thành chủ bãi trồng cỏ còn thu nhập trăm lần khủng khiếp hơn họ họ thực sự là những tội phạm xuyên quốc gia khi chủ động tham gia vào quá trình móc nối tuyển người sản xuất và tiêu thụ cần sa lần tạt vào trung tâm đồng hới vào tháng 8 này năm nay cậu thợ thợ sửa điện thoại trong lúc hí hoáy sửa chiếc iPhone đầy nước suối của tôi và hỏi anh ở, anh ở anh à, anh có trồng cỏ không? Tôi giật mình, nhưng thấy thú vị ghê gớm như gặp được người rực, người rục. Nên liền tiếp chuyện, cậu ta kể rằng ở ngay ở phố cậu cũng có mấy người sang anh trồng cỏ và gửi tiền về xây nhà lầu mua đất, đầu tư bất động sản. Và mỗi khi bị cảnh sát anh vô được, gia đình lại bán đất nền để gửi tiền sang anh tái đầu tư. Thì như vậy là đây rõ ràng là những cái họ đã định trận trước con đường và họ sẵn sàng mất mát và họ lại xây lại để tiếp tục làm ăn bất hợp pháp tại anh và luật pháp của Anh thì rất coi trọng về nhân quyền. Những người Việt Nam trốn vào đây đã được hưởng lợi do chính sách này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những người Việt Nam đang ngồi làm móng tay cho người Anh. Đa số người dơm khai rằng họ bị truy sát ở Việt Nam vì những vấn đề tôn giáo, nhân quyền hay đấu tranh dân chủ, trong khi hài hước có người trong số họ là thành viên hội cờ đỏ xứ nghệ. Bị bắt tại Anh, họ đều khai cùng một mẫu số là trẻ em bị mua bán, bị đánh đập, bỏ đói và lạm dụng tình dục trong các nhà hàng nhà trồng cỏ hay tiệm làm móng tay, khi trên thực tế họ sẽ bỏ việc ngay nếu mức lương trả dưới 500 đến 700 bảng trong một tuần trong các tiệm làm móng tay này. Phụ nữ còn có một ưu thế vượt trội là nếu họ sinh con với một bạn tình và tìm được một người cha có quốc tịch Anh bảo lãnh, nghiễm nhiên đứa bé có quốc tịch Anh để sau này sau đó có thể đẻ tiếp đứa trẻ thứ hai với bạn tình và sẽ nhận nhập quốc tịch cho anh chàng này vì cô ta đã có giấy tờ ăn theo đứa con đầu vướng mắt các vấn đề về nhân quyền, luật pháp Anh đã tự trói tay để người dơm nhộn nhịp chui qua lỗ hổng này và nhiều người Việt Nam đã được uh, chính phủ Anh cấp quốc tịch uh, vì chính sách nhân đạo của họ đã đặt ra đây là hình ảnh các bạn thấy cảnh sát Anh đang kiểm tra hộ chiếu của một người Việt Nam trong lúc hệ thống chính trị tại Anh có vẻ cần một lý do đủ ấn tượng để mạnh tay với vấn nạn người dơm khi họ đăng tải những chuyện đa phần nhảm nhí mà người dơm bịa đặt ra hòng khai thác khía cạnh nhân đạo nhưng việc chính phủ Anh bắt lại thả rồi cấp quốc tịch cho rất nhiều người có lẽ thể hiện những lúng túng, thậm chí chống kèn xuôi ngược trong hệ thống pháp luật của Anh. Nền pháp luật Anh bắt nguồn từ thực tiễn văn hóa và trình độ của dân tộc này. Nó đã phát triển xa trong các khía cạnh nhân đạo bảo vệ quyền con người để có thể áp dụng cho các sắc dân mà giá trị về phẩm chất trung thực, về lòng tin thường bị xem nhẹ trước các lợi ích sinh học mà trên thực tế người dân Việt Nam là một ví dụ điển hình và nước Anh thì rất bình yên, điều mà những người di cư bất hợp pháp của Việt Nam vào đây cũng đã cảm nhận được điều đó. Đây là hình ảnh của những cái hộp đêm uh, disco của Anh. Ngoài những lỗ hổng có tính cơ chế về trên, có một thứ quyến rũ mềm mà bất cứ một sắc tộc dân nào đến Anh, dù hợp pháp hay bất hợp pháp cũng thừa nhận là sự bình yên của xã hội Anh. Người Dơm Việt ra đi từ một xứ sở đầy nhũng nhiễu của công quyền, xã hội nhiều rủi ro, bạo lực và thiếu việc làm các thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu dồn dập, ô nhiễm đến tận hang cùng ngõ hẻm thì với họ, nước Anh quả là thiên đàng, có thực vì họ chẳng bao giờ bị chặn hỏi giấy tờ trên đường. Cuộc sống của họ khi đã vào được Anh là lo kiếm tiền để mua sắm, cờ bạc và gửi tiền lậu về Việt Nam. Đặc biệt những cái chết bất ngờ của họ nếu có trên đất Anh không phải vì tai nạn giao thông, đâm chém, ung thư mà đa phần do sốc thuốc ở các sàn nhảy mà ra. Đây là theo lời của tác giả bài báo đã nói. Có lẽ đó là một sức hút mãnh liệt mà người nọ bảo người kia nên từ các ngả cuối cùng lại đổ vào Anh. Nhưng dù sao, thứ quyến rũ mềm đó không phải là lỗi của đất nước này. Và giờ đây, sau vụ 39 người Việt Nam bị chết cóng và ngạt trong container lạnh, thì chính quyền Anh, Pháp và các nước châu Âu sẽ có cái nhìn và biện pháp đối xử phù hợp hơn với nhà cầm quyền Việt Nam để họ phải thực sự phục vụ cho người dân nước này nhằm tránh những vụ việc chết chóc kinh hoàng như vừa diễn ra và người dân cũng chỉ ở lại đất nước khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành thật với thực tế, mạnh dạn vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, tạo lập nền dân chủ tự do cho đất nước như Vương quốc Anh nơi họ vẫn thường mơ ước đến. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay. Mời các bạn hãy đăng ký vào YouTube của Thời báo .de cũng như Facebook Thời báo .de để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn các bạn vào bản tin lần tới. Trung khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức